Ờ kìa. Sao? Ai cho anh phải gọi là đi ra công viên thả thảo đó sao? Lên phường làm việc nhanh lên. Ê, lại còn quay lại chống người thi hành công vụ à? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của fan bụi đời trong ngày hôm nay anh nhá. Mình cảm giác là bộ đồ này mặc khá là hợp với mình ấy, nên là thôi ngày nay chúng ta vẫn mặc cái bộ đồ này để cho chính xác hơn là phôi trương vẻ đẹp trai thực sự của mình cho các bạn xem. Mà các bạn xem video thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và một cái bên dưới, và nhớ đăng ký kênh và bật nút chuông em nhá, vì nó hoàn toàn miễn phí đấy. Các bạn bấm nút chuông thì các bạn sẽ nhận được thông báo những video thông báo khi mình ra video mới nhất các bạn nhá. Để mình sẽ kiếm cái đem cái mờ với nắp quyện được luôn anh em ơi. Có cây súng chiến nhá. Đến đấy là mình để ý là có một hay hai đứa nhảy ở khu vực thung lũng này này. Không biết chỉnh đâu, hình như nó nhảy ở dù nhà L đúng ta? L không nghe ấy, đồ còn nguyên này thì khả năng nó nhảy bên kia rồi. Đây, thấy rồi nha, thấy bạn rồi nha. Nhưng mình sẽ chờ đợi bạn ơi. Hình như nó đang tính nó lút đổ nó lên khu vực cười bên trên. Đây, quay lại. Ui, chà. Uầy, quay qua nhìn xong bắt đầu nhúc tâm mình xong đặt bóng kia mà cũng có vẻ là khá là chuyên nghiệp đấy. Ok, nó di chuyển chạy đi cái bạn. Ui, lại còn chay thổ ỉa thêm cục kít nữa thì kia này phải mình xử luôn rồi mời. Bên đây này. Nó không đẩy qua, nó thẳng cho mình ta. Hóa ra một chị gái kém cái này như chị Moon à. Thì chị Moon ngon tê nhở. Để xem hình như là chị Moon cầm MB phải. Chà, cảm ơn chị Moon nhá. Cảm ơn chị Moon nhiều quá. Lại còn cầm cái quả MB phải gọi là mãng xà này, công trông kiểu hợp với bộ đồ thế anh em nhở. Ui, nay kiểu sao mà anh Garena kiểu ra cái bộ đồ này cảm giác là tôn. Nói thực sự mà nói bộ đồ này là nó khá là hợp với mình em ạ. Nên là các bạn nào kiểu mà chơi nhân vật thằng phèn đấy thì các bạn cũng lên săn bộ đồ này này nha. Cảm giác là đẹp trai cực luôn. Quả mắt kính phải gọi là amazing good job. Wow, có đồ chơi này bạn, chơi đồ để tăng sức đề kháng phòng chống covid virus corona. Rồi ghê chưa? Chỉ là ăn quả khí khí cầu này mà nếu mà có 4 quả. Ôi giời ơi, đúng là cầu gì ước đấy. Đâu, cầu gì được đấy. Uầy, có ngay cho mình 4 quả keo luôn đấy bạn. Còn có cả Adup luôn này. Nên là thôi các bạn nhá, nay mình tính phải gọi là nhặt cái Adup đấy để bắn đấy. Nhưng mà ngày hôm qua mình thể hiện trình độ phải gọi là 3 red hala cho bạn xem nhiều quá. Nên là mình cũng ngại các bạn mấy cái nhau đây. Nên là thôi, ngày nay mình sẽ không bắn súng tỉa đâu. Mình sẽ bắn cây AK đầu xanh. Đâu, nhầm, chính xác là cây AK rồng lửa rồi các bạn ạ. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao là mình không bắn AK rồng lửa. Đâu, nhầm, cái AK đầu xanh đúng không? Bởi vì mình cảm giác là cái AK đầu xanh nó cứ bị nặng nề thế nào ấy, mà cảm giác là cầm nó không được kiểu nhẹ, mà con nhân vật nó cũng cầm nó cảm giác nặng nữa. Nên là thôi, mình sẽ đổi sang cái AK rồng lửa, bắn cho nó nhẹ, cầm cho nó nhẹ nữa chứ, với cảm giác nó cũng nhẹ luôn. Okay. Thì nút đổ ngay cái góc cửa sổ quang cho quả băng mất máu nữa kìa. Sao nó không nổ mất máu to luôn ta? Mình sẽ lì xì cho nó một quả lựu đi. Quả lựu ngay đây là ối rồi này. Nó kìa, quả lựu nó không dính em nhở. Mình không lên để láo đâu. Nó cầm scu nó thủ ngay góc đấy. Mình cầm B có vẻ là góc nó hơi đủ nữa kìa. Thanh niên lại còn ỉa mấy cục xích trên nhà. Úi, còn rút chất lựu đạn căng thế nhở. Ok, ngay góc bên đây này anh em. Mình đã phân vân là mình có dùng bóc keo thật kỳ mình công nó không này. Nhưng mình sợ nó kiểu nó lấy góc nó kê thấy mình ấy. Không, mình lên góc bên đây là nó không thấy này. Nó đang, mình nghe không nhầm, nó ngồi góc bên tay trái. Chuẩn rồi mời. Thế mình không phải là đẹp này. Thôi xong rồi. Xong rồi. Con biết xuân này lớn rồi. Chờ tín con. Nghe tiếng súng nổ mà lòng đau đau. Nghĩ sỏi thế thì còn có liều. Ui, lại có cả M82B này các bạn. Ai chà. Thôi anh em ơi. Mình hứa với lòng là nay thôi chúng ta không bắn súng tỉa nhá. M82B ngay đây luôn này mà thôi các bạn ạ. Nay mình sẽ quyết định là bắn AK rồng xanh cho các bạn. Đất nhầm, cái AK rồng lửa cho các bạn xem, không bắn súng tỉa nữa. Không mất công các bạn lại khen hay, mình ngại lắm. Nhá, bậy nha, bậy nhanh trai. Em chỉ cầm xe đi bốc đầu tí mà. Làm gì mới đọc quá. Nhảy ra. biết ngay mà các bạn. Thế thì bắn mình dính được một viên sọc cool, biết mình yếu máu đấy, thế nào cũng kiểu không hồi máu. Nhớ đã sục luôn hả? Chúng ta bắt Chono là hợp lý liền. Thanh niên kiểu cày nhiều, cày nó như thế mà nó không chết. À và các bạn xem video này của mình ấy, thì đừng quên là bỏ ra một vài giây kéo nhẹ xuống, ấn nút like và comment 1-2 cái để tạo độ tương tác cho cái channel của thằng fan anh em nhá. Kìa, sao nhặt cái băng đạn kép cũng khó mà. Mình xài băng đạn kép cho cây MB, kiểu trường hợp mình sấy solo ấy, băng đạn của mình nó thay đạn nhanh hơn thì nó sẽ có lợi thế hơn em ạ. Nếu mà ui, quả này cầm thêm quả nhân vật Nikita thì phải là rút chóp lên mời. Ăn xem cái bo 2 nó vào đâu đây. Ui, bo 2 vào giữa khu dân cư à? Kiểu này mình có nhiều bóng keo là mình lên biển bóng kéo. Fan phóng lựu, fan nổ các bạn ơi. Trời ơi, nay mình sẽ cầm combo rồi, mình xin lỗi các bạn nhá, là nay mình sẽ cầm combo phải gọi là AK rồng lửa với lại là cái M19. Đấy, lâu lắm rồi không bắn phóng lựu cho các bạn xem. Nay mình sẽ thử chế độ phóng lựu cho các bạn xem luôn nhá. Ở đây còn chừng mua hết keo này. Mua thêm cái máy quét là hợp lý luôn. Ok à? Ai cho anh phải gọi là đi ra công viên thả tảo đó sao? Lên phường làm việc nhanh lên. Ê, lại còn quay lại chống người thi hành công vụ à? Gặt liềm cho phải còn thối một rồi các bạn. Thanh niên bị mình kiểu áp sát lại gặt liềm là có vẻ là hơi rối các bạn ạ. Mình gặt cho 3 phát là phải ơ, như vừa rồi là mình phải gặt là 4 phát đúng không? Hình như là có vẻ là thế này là giáp hơi trâu các bạn ạ. Đâm ra là mình phải gặt 4 phát nó mới chết. Vãi thật. Ấy chà, có thanh niên này liều mạng thế nhở? Chết rồi. Tình hình dịch bệnh Covid như thế này mà dám kiểu bật nhạc sập sình phải gọi là gọi thính để khiêu gợi mình các bạn ơi. Thế bên trên nhà đá này nha, mình chạy lại đây mình check coi như là nó đang bắn ai góc bên đây này các bạn ơi. Rồi radar quét qua là hợp lý này. Có xem có mấy đứa đứa kia nó bên nhà lỗ anh em ạ. Xem không biết là nó có kè góc mình không ta. Sao mình để qua góc đây là mình lỗ rồi đấy. Chạy lại áp sát tầm gần đi, mong nó sẽ không thấy mình. Nó thấy đã. Ấy bậy anh trai á. Thằng nhìn tính quặng lục đã đúng không? Lì xì cho viên lì xì cho quả táo vào mồm lên các bạn. Ngất luôn này. Ở kìa. Quá lên trời, trời cao cao không. À! Ui sợ quá. Ôi shit. Ôi trời ơi. Mình đang tính bảo là tại sao cái mờ điều ban nãy anh vừa. Bởi chính mình mới á. Cái gì đây? Ngày nay là ngày gì sao mà toàn ăn cứt không vậy các bạn? Trời đất ơi. Chạy lên lầu ăn 2 cứt lần ạ. Vãi cả trưởng thật. Ôi. Thế này là cũng giàu bọc keo phết đây em nhá. Ui 22 quả keo à? Ui quả này mà trận này mà bom vào giữa khu vực khu dân cư nhở? Là mình lên trên cái biển quảng cáo là đẹp luôn đấy anh em ơi. Ê, có tiếng chân bên trên đầu mình mời. À, sao nó lại di chuyển sang hành lang người ta. Thế thì lì xì với nó. Ok. Ở đó đứng ngay cũng đấy mà mình bắn viên M79 không dính kìa bạn. Thôi được rồi, mình sẽ cầm lại gặt liềm. À một cô gái. Một cô gái mà. Ôi, thôi không được. Con gái nhà ta yếu đuối mình phải cầm liềm. Mình gặt vào mồm chứ. À, chị gái cũng cầm liềm vào solo liềm. Surprise. Với em chị ơi. Solo kìa. Solo liềm sao lại cầm sục cũng đang sục em thế. Như thế này là hỏng rồi anh em ạ. Chứ gì là trận ngày hôm nay là chúng ta có hai pha gặt liềm rồi các bạn nhá. Uầy, chắc tí nữa bo cuối mình sẽ kiếm thêm đi, cuối mình gặt liềm nó lấy tóc màu luôn đẹp anh ạ. Mà bắn vét mình gần chứ ta. Ơi, hình như là nó bên trên đầu mình mời. Nhá, mình các bo xem có đứa nào bên trên đồi chạy xuống dưới đây không. Để mình sẽ phải gọi là dùng bóc keo kỳ công nhà giết thanh niên bên trên đầu mình này. Giết thanh niên bên trên mái nhà. Ơ kìa. Hình như là có vẻ như là nó bị đứa đằng kia giấy chết rồi em ơi. Thế thì mình cao bên trên đồi xem qua chạy bo xuống bên dưới không này. À, hello chào bạn. Ui, chưa kịp nhúc tâm sư nó nhảy vào trong nhà gà rồi bạn. Thôi để mình sẽ đẩy qua mình gặt tìm phát nữa anh em nhá. À, mình nghe tiếng chân gần này, mình chạy lại. À, đây. Hello chào anh. Ơ kìa. Anh này cũng khôn thế nhở. Thấy em phát là đặt bóng keo lên nhưng mà anh lúc trong góc này lại là anh sai rồi. Ôi, xin nhẹ viên M19 vào mồm liền. Bậy anh trai. Làm gì mà manh động thế nhở? Mà có vẻ như cái bo nó đập về hơi sai mời. Mình thử cam thế này chứ đã. Để mình lì xì cho viên vợ. Không được em ơi. Có đúng một viên M9 thôi, quà này kiểu bắn nó xong là chúng ta không có tí nữa, không có súng gần phải gọi là bắn nó mới mời. Tôi xem có súng cun mà không có đạn này, không được rồi. Viên M79 cuối cùng là chúng ta lên tiết kiệm các bạn ạ. Có hai cục xít thôi, để lại xài bo cuối các bạn ạ. Để bo cuối mình sẽ làm kiểu pha highlight kiểu cài mìn trên TikTok đấy các bạn. À thì trên nhà đã nhảy xuống chạy bo đi. Em xin. Thế thì không chạy bo sớm cho bo thu xong mới chịu chạy mà. Ừ, để mình quét luôn này, xem còn hai thiên đứa cuối nó lúc nào. Một thiên bên đồ bên kia kìa anh em. Thế thì một đứa cuối nữa đâu ta? Đang mình quét thẳng sang góc đấy thì một đứa cuối nó lúc góc nào nhở? Bậy nhá. Nó bên trên đó vẫn quay qua, nó cố nó tể mình các bạn, hư thiệt. Ấy, hình như là hai đứa nó cuối nó góc kia bên luôn kìa. Thì chạy bo luôn em ơi. Vào bo cuối luôn này. Bo cuối nó đập đằng xa thế nhở? Khó thêm ơi. Nó bắn mình. Ui, nó lại còn bắn đầu nữa chứ. Cái quả bom keo thật kỳ. Nó còn cố nó sấy mình kìa bạn. Quả bom keo này của mình ấy. Quả bom keo này của mình chạy mấy cái bo này có vẻ là hơi khó đấy. Trông kìa. Đặt bom keo cay chưa? Mỗi lần phải đặt 3-4 quả mới chơi được cái bản thân mình ấy mà. Chạy lách qua góc ở đây. Mình vẫn còn chưa nôm ơi. Bo này mình chưa được M19 con này. Thì cũng sấy đau phết đấy nhở. Mình sẽ đẩy lên góc ở đây chơi. Nó cũng đẩy lại. Nó chơi mình này. Để lì xì viên mở chị hại lại top màu luôn. Nó bùm ở kìa. Ê, không đủ đam kìa. Xịt. Ê, nó đặt hai quả bom keo dày rồi. Sấy luôn mọi. Nhiều bom keo cũng sấy luôn. Cầm cây AK mà. Máu chưa đã. Phải vào bo nữa này. Mình lên để lại cho nô mọi. Kèo này là hết súng thật chơi đã. Cái quả bom keo thật kỳ cay đấy nhờ. Ui, không được rồi, chỗ này mới bo cái lửa chạy mình đâu. Cái lửa chạy đâu. Thôi xong rồi, cút rồi mời. Ý trời ơi, cay tê nhở.